Bây giờ vậy là mình đã đủ phần số đo để mình thiết kế. Bây giờ mình vào thiết kế ha. Chiều dài áo trước tiên là mình sẽ tính về chiều dài áo. Áo là 62. 62. Mình lấy đúng 62. Tiếp theo là gì ạ? Phần vai này là bao nhiêu ạ? Vai này là 39, có nghĩa là mỗi bay là 39 chia 2 ra là mỗi bay là 19 rưỡi. Mình để nguyên 19 rưỡi. Ngang vai này là 19 rưỡi ha. Và thường áo này thì áo này là áo nữ, mọi người hạ xuôi vai cho mình khoảng 3 phần rưỡi. 3 phần rưỡi. Và phần cổ căn bản của áo nữ là 6 phần rưỡi. Xuống cũng 6 phần rưỡi. Mình sẽ gì? Mình sẽ tính phần nghiệp cổ căn bản trước ha. Nghĩa là vào đây 6 phần rưỡi. Trung bình là lúc nào cũng vậy. Và xuống cổ cũng là 6,5. Vào cổ cũng 6,5 và xuống cổ cũng 6,5. Mình vẽ đường vây con. Bây giờ mình tiếp tục mình sẽ tính đường hạ ngực. Hạ ngực lúc nãy là nách này là mình đo thử là bao nhiêu nách trước. Cổ này là 22. Thì mọi người hạ ngực xuống cho mình là khoảng là 20 thôi. Hạ ngực cho mình khoảng 20. Nách trước là 22 thì mình hạ phần hạ ngực này mình hạ xuống khoảng 20 là mình lấy từ điểm trên vai này luôn ha. Mình hạ xuống 20. Và gì ạ? Kích của này là 26. 26 mình lấy qua 26. Tiếp theo là hạ eo. Hạ eo lúc nãy là mình tính là bao nhiêu? 35. Thì bây giờ mình vẽ xuống 35. Mình đo từ trên vai xuống 35 đó thì mình tính là 35. Và mình lấy ngang qua là bao nhiêu? Là 24. Lúc nãy là mình đo từ trên vai xuống 35 mình lấy ngang qua 24. 24 nhưng mà áo này nó có ly. Ly là mình cộng 2 phân nữa là 26. 26. Và phần mông này là bao nhiêu? 28. Lúc nãy mình đo là 28, giờ mình vẫn lấy nguyên là 28. Và mọi người sẽ để ý sao phần kích ngực và kích eo này là nó bằng nhau. Tại vì áo này lúc mình chiếc ly vào là nó sẽ nhỏ hơn. Và phần áo này là vì áo này nó không phải là phong ôm lắm. Áo này rộng, mặt có ly nhưng mà nó mặt rộng, không phải là mặt ôm. Do đó là nó cũng không có phải là ôm eo lắm, nó chỉ có phần eo cho nó có dáng áo thôi chứ nó không có ôm vô người nha. Phần lay này là lay bầu, mọi người lên cho mình 5 phân. Thì mình sẽ vẽ cam xuống. Cam xuống phần lay. Thì phần này thì nó không quan trọng, phần lay bầu thì mình đánh cong sẽ tí mà mình thích đánh cong gì đó mình đó. Không, nó không phải quan trọng, nó không phải thêm một ý gì hết. Nó không phải thêm công thức nào hết ha. Đây là đường ngang, eo. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình vẽ vòng nách. Thì đang ngang vai là 19 rưỡi thì mọi người lấy cho đây cho mình 16 phân. 16 phân. 16. Mình vẽ gì? Mình vẽ đường xuyên nách. Xuyên nách đó. Mình vẽ đường xuyên nách và mình đo. Này là 17 là 10 17 là 8 rưỡi. Mình sẽ chia đâu phần xuyên nách này và mình vẽ gì? Mình vẽ vòng nách trước. Mình vẽ phần nách trước. Mình vẽ được phần nách trước. Và bây giờ mình kiểm tra lại phần nách trước này nó có đủ không ha. Lúc nãy là mình đo là bao nhiêu, thì áo mẫu là 22 thì bây giờ mình đo thử nó đủ không ha. Này là 21, có nghĩa là lúc nãy mình đo 22 mà cái này 21, có nghĩa là nó đã thiếu một phân. Thì mình sẽ gì? Mình đây mình sẽ xuống thêm một phân nữa, đường ngực này mình sẽ xuống thêm một phân nữa. Còn nếu như nó nói gì nó rộng thì mình sẽ lên đây ha. Còn cái này là nó bị thiếu thì mình sẽ xuống thêm một phân nữa. Mình sẽ vẽ lại đường gì vòng nách.
mình sẽ vẽ lại đường vòng lách, thì phần này vòng lách tay là mình sẽ bỏ đi, mình sẽ lấy đường vòng lách dưới mình đo lại, nó được 22 là nó đúng theo gì, đúng theo áo mão, thì mình vậy là mình đã xong phần này ha. Và tiếp theo mọi người vẽ phần ly này cho mình, là mọi người từ đường nẹp này mượt vào cho mình 10 phân. Mình sẽ vẽ gì vậy? Đường ly. Từ trên ngực này, từ trên đỉnh ngực này, mọi người xuống cho mình khoảng 3 phân là mình sẽ vẽ gì? Điểm đào ly. Và xuống đây khoảng là 17 phân từ điểm ly này, eo này xuống đây khoảng 17 phân là điểm gì của ly, và ly này 2 phân thì mình vẽ 2 phân. Và mình còn phần giường á, mình còn kiểm tra lại phần cổ áo, tại vì áo này không phải là áo sơ mi, do đó cổ nó to. Áo sơ mi thì mình sẽ để nguyên như vậy là mình sẽ vẽ ha, còn nếu còn áo này là cổ lá sang, do đó là mình sẽ vẽ thêm vòng cổ. Từ đây mọi người ra cho mình 1 phân rưỡi, từ đây xuống cho mình khoảng 1 phân rưỡi nữa, thì mình sẽ gì, mình sẽ vẽ điểm này, mình nối điểm này lại, nối điểm này lại, và mình đo thử thì nó có đủ là 13 phân không ạ. Nó đúng 13 phân. Đây, từ điểm cổ căn bản này mọi người vào đây cho mình 1 phân rưỡi, và từ điểm hạ căn bản này mọi người xuống tiếp cho mình 1 phân rưỡi đến 2 phân cũng được ha. Thì mình sẽ gì, mình sẽ nối hai điểm này lại với nhau. Nối hai điểm này lại với nhau. Rồi mình đo lại. Mình đo lại thì nếu nó gì nó đủ thì là mình để nguyên, còn nó thiếu thì mình sẽ xuống thêm và ra thêm, hoặc là nó rộng thì mình sẽ giảm bớt đi, giảm phần vào cổ và giảm phần xuống cổ này ha. Vậy là mình đã xong phần thân trước. Bây giờ mình tiếp tục mình cắt phần thân sau. Bây giờ mình sẽ sang tất cả các đường ngang của thân trước ra phần thân sau. Ngang hông? Ngang eo. Ngang ngực. Ngang vai. Đây là mình đã bẻ một đường thẳng này rồi. Đường thẳng này rồi thì dễ gì anh chị đất. Thằng thân sau. Thân sau đây là 7 gấp đôi và thân trước là nhân 2 nha. Thân sau là 1 gấp đôi. Thì ngang vai của thân trước. Ngang vai của thân trước thì mọi người sẽ lên cho mình gì bao nhiêu ạ? Phần chồm vai này 4 phân. Phần 4 phân. Vẽ được phần gì? Ngang vai của thân sau. Vẽ được phần ngang vai của thân sau. Ngang vai thân trước lên 4 phân, vẽ được ngang vai của thân sau. Và gì, thân trước là 1/2 vai, bây giờ thân sau 1/2 vai cộng 1, nghĩa là 39 là được là gì, 20. Mọi người hạ xuống đây cho mình là xuôi vai cũng là 3/5 nha, 3/5. Và mình sẽ đo đường vai con của thân trước bao nhiêu thì thân sau mình lấy bấy nhiêu nha. Vai con của thân trước là đây 12, vai con của thân trước đây là 12, thì mình sẽ vẽ đường vai con của thân sau là 12. Và xuống cho mình là khoảng là 3/5. 3/5 là gì ạ? Và cổ của thân sau, và mình sẽ vẽ cổ thân sau. Vẽ cổ thân sau. Và mình đo lại của thân sau lúc nãy là mình đo là bao nhiêu, là 22, có nghĩa là một nửa này là sẽ là 11. Mình đo lại có phải 11 không nha. Nó là 10 rưỡi. 10 rưỡi thì mình sẽ gì, mình sẽ xuống phần cổ này thêm một chút nữa. Còn phần này thì mình để nguyên, tại vì phần vai con nó bằng thân trước rồi mình để nguyên. Mình sẽ xuống phần gì, phần cổ của thân sau 5 ly nữa cho nó đủ ha. Thì mình sẽ vẽ được phần cổ của thân sau. Bây giờ mình đo lại. Nó sẽ đã được 11 phân, mà nó đủ rồi thì mình đã xong.
Tiếp theo phần kích sau là mình lúc nãy mình đo là bao nhiêu ạ? Kích sau là 49. 49 có nghĩa là 24 rưỡi. 24 rưỡi. Mình lấy 24 rưỡi. Tiếp theo là phần eo. Phần eo là bao nhiêu? Là 43. 43 là 21 rưỡi. 21 rưỡi mình cộng 2 phân ly nữa là 23 rưỡi. Và phần mông, mông là 50, là 25. Bây giờ mình sẽ vẽ gì? Vẽ đường xuồng này ha. Vẽ đường xuồng. Và phần sau thì mình cũng lay bao nhiêu? Lay 5 phân như vậy. Để mình vẽ phần luôn. Và mọi người lưu ý cho mình là thân trước là mình nghĩ nguyên như vậy, nhưng mà thân sau nó sẽ ngắn hơn thân trước 1 phân. Chiều dài áo thì thân sau nó sẽ ngắn hơn thân trước 1 phân ha. Đây thì mình sẽ giảm lại đây 1 phân. Rồi mình vẽ gì? Mình vẽ đường tà này ha. Mình lấy này. Bây giờ mình tiếp tục mình vẽ đường gì? Lách của thân sau. Này là 10-20. Thì ra người lấy cho mình là 18 rưỡi. 18 rưỡi. Đây nó sẽ nhỏ hơn 1 phân rưỡi so với đường gì? Mình cũng chia đâu đường xuyên lách này ra. Sẽ chia đâu đường xuyên lách này ra 21 rồi. Và mình sẽ vẽ được gì? Được phần lách của thằng sang. Phần lách của thằng sang. Và bây giờ mình kiểm tra lại phần lách này có đúng hay không ha. Lúc đó mình đo thì áo mẫu là bao nhiêu ạ? Là 26. Này là nó mới có 25. 25 thì mình sẽ gì? Mình sẽ tăng lên đây chút xíu nữa. Mình sẽ tăng đường này lên chút xíu nữa. Tại vì mình sẽ không chỉnh theo đường này nữa. Nhưng mà bây giờ mình sẽ không chỉnh theo đường này. Tại vì sườn của thằng trước nó chừng này thì thường sau nó cũng y như vậy. Còn bây giờ mình thiếu thì mình sẽ thêm phần gì? Trồn đất một chút xíu nữa. Thì đây mình lên 5 ly. Thì đây mình phần cổ này mình cũng lên gì? 5 ly. Phần cổ này mình cũng lên 5 ly. Mình sẽ bỏ đường cổ này đi. Ở đây 5 ly thì phần chỗ này thì mình cũng sẽ gì? Mình cũng phải lên 5 ly. Cho nó gì? Cho nó đủ phần cổ nha. Rồi vậy là mình bỏ phần này đi, mình bỏ phần này và mình lấy phần trên 5 ly này. Vậy là mình đã đủ phần ếch. Và phần ly này thì phần sau thì là mọi người cho mình cũng 10 vào cũng 10 phân. Và mình sẽ vẽ đây. Ly thân trước thân sau thì mình sẽ lấy ngay chỗ ngang ngực này luôn và mình cũng xuống 17 phân. Mình sẽ vẽ ly. Mình sẽ lấy ly ha, sao như này. Vậy là mình đã xong phần thân trước và thân sau. Bây giờ mình qua mình thiết kế phần tay. Tay áo. Phần tay áo đây là đường gì? Đường gấp đôi. Vải này là vải dọc ha. Đây là vải dọc. Mình sẽ vẽ lên cho nó dễ. Đây là đường vải gấp đôi và đây là vải dọc. Thì mình sẽ vẽ gì? Vẽ một đường ngang. Và tiếp theo nữa là gì? Chiều dài áo là bao nhiêu? Là 20. Mình sẽ hạ xuống 20. Và đường ngang nách lúc nãy là mình đo là bao nhiêu? 19 thì mình sẽ lấy là 19. Ngang nách nó là 19 thì mình sẽ lấy là 19 ha. Và bây giờ mình sẽ vẽ được gì? Nách trước là 22, nách sau là 26. Tổng cộng của nó là bao nhiêu? Là 48. 48 một người trừ cho mình 1 phân là còn 47. 47 là chia đâu ra? Chia đâu ra được là 23 rưỡi. 23 rưỡi thì mình sẽ bắt đầu mình để thước dây, thước cây chỗ 23 rưỡi đây. Mình lấy điểm 23 rưỡi. Mình để ngay chỗ đầu này à. Và mình sẽ để, mình sẽ kéo sao cho nó gì? Nó đúng với gì? Chỗ điểm 19 này ở đâu là mình sẽ lấy theo đó ha. Đây mình là... Thì mình sẽ lấy nó nằm đây. Nó nằm đây thì mình sẽ lấy điểm gì? Đây là điểm gì? Điểm ngang lắp. Mình sẽ lấy điểm ngang lắp đây. Rồi mình xéo đây. Mình xuyên lách đây. Mình sẽ chia đâu? Chia 3 phần này ra. 23 rưỡi là được 7 phần rưỡi đi nha. Mình sẽ chia 3 ra. 3 phần này ra là mình sẽ vẽ đây. Từ điểm giữa này thì lên cho mình 2 phần. Và mình sẽ vẽ được gì? Và mình sẽ chạm điểm ngay chỗ điểm từ đây lên đây khoảng 2 phần là mình sẽ chạm đây nha. Mình vẽ cho nó dễ.
và phần rửa tay. Rửa tay lúc nãy là mình đo là 18 thì bây giờ mình sẽ lấy nhiêu cũng là đúng 18. 18 và mình sẽ vẽ vào đây. Tay áo này là kiểu tay gì vậy? Tay rộng nha. Nó không phải là gì nè, không phải là dạng áo ôm đâu nha, nó là rộng vừa vừa. Không phải ôm. Nó dạng là rộng không ôm nha. Vậy là mình vẽ xong gì ạ? Phần tay áo. Và lúc mình cắt lên vải thì mọi người nhớ là mình sẽ gì, mình sẽ chìa ra đây. Để lúc mình vẽ là gì, mình vẽ phần tay áo này lên cho nó đủ ha. Và mình sẽ giảm đường sườn này, giảm sườn tay là khoảng là 0.5. Vậy là mình đã vẽ xong phần tay áo. Và bây giờ mình kiểm tra lại gì vòng lách này. Nó có đủ hay không nha. 24. 24 là nó gì? Nó vừa đủ vào gì? Vào phần lách. Tại vì này mình cũng không cần, mình cũng không cần cần đào vai này, tại vì áo này dạng là áo nó rộng rồi. Do đó là mình không cần cần đào vai này. Còn nếu như mọi người muốn cần đào vai thì mình để bao nhiêu ạ? 20 phần lách là 48 thì mình sẽ vẽ đường xuyên lách này là bao nhiêu ạ? Là 24. Mình để nguyên như vậy thì nó sẽ trong quá trình mình vẽ đường cong đây thì nó sẽ dư ra để mình cần phần đào vai này lại. Còn này mình không cần thiết phải cần phần đào vai, do đó là mình sẽ trừ đi một phần, 47 mình trừ một phần, 48 mình trừ đi một phần, còn 47 là nổi bay này. Là mình chia đâu được là 23.5, nên mình để ra đây. Là lúc mình đo lên là đúng y 24 để mình ráp vào thân. Vậy là mình đã xong. Bây giờ tiếp theo thì phần gì? Phần lá cũ này. Lá cũ này nó cũng đơn giản thôi. Mình không vẽ bên phải này cho mọi người dễ thấy ha. Mình sẽ vẽ đây. Y chang như vậy thôi. Và mình sẽ vẽ ra gì? Phần cổ á. Mình sẽ vẽ là phần cổ á. Đó, mình sẽ vẽ là phần cổ á vậy thôi ha. Và mình sẽ đánh cao. Mình sẽ đánh cao phần này đi. Là mình sẽ được phần gì? Phần cổ á. Mình có thể là mình đây. Vậy là mình đã được phần gì này là phần gì? Phần cổ áo. Phần này là phần cổ áo, hoặc là mình có thể mình để gì? Mình nó sẽ cho nó ra hết như vậy. Mình sẽ cho ra hết như vậy. Và mình sẽ vẽ gì? Mình để cho nó em như vậy ha. Và mình sẽ vẽ cong theo y đường cổ áo này, là mình đã có phần cổ áo y chang như rập. Mình không cần thiết phải vẽ phải pha cổ mới. Và mình lưu ý mọi người là tất cả những này là mình đều chưa chiều đường ngay. Phần sườn này lúc mình cắt mình rập lên vải thì mình sẽ chiều khoảng là 1.5 đến 2 phân. Lai này mình cũng chiều 1.5 đến 2 phân tùy theo lai mà mình may. Mình may lai lai mình vẽ lên mình làm may thì nó khoảng 1 phân thôi, hoặc là mình cuốn thì mình chiều khoảng 1.5 đến 2 phân. Vòng đắp thì mình sẽ chiều 1 phân đường may, vai mình sẽ chiều 1 phân đường may, phần cổ mình sẽ chiều 0.5. Và phần này thì mình sẽ gì, mình sẽ chừa ra phần này là khoảng là 5 phân. Thân sau thì nó là đường gấp đôi rồi ha. Còn phần thân trước, thân trước này thì đây thì mình sẽ chừa ra phần này, phần trước này ra thì mọi người sẽ chừa ra phần này khoảng 5 phân để mình may gì, mình sẽ cuốn vào mình may. Mình sẽ chừa phần này khoảng 5 phân, 4 đến 5 phân. Còn phần cổ tương tự như phần thân sau thôi, mình sẽ chừa đường sườn là 1.5 phân, lát 1 phân. Và phần cổ áo là mình sẽ chừa 5 ly. Phần tay áo thì sao? Tay áo cũng vậy, tay áo đường gì, đường lát này mình cũng chừa 1 phân. Phần sườn tay này mình sẽ chừa 1.5 phân, 1 phân đến 1.5 phân. Và phần gì ạ? Phần cửa tay này thì mình chừa 2 đến 3 phân tùy theo là cái kiểu tay để mình may. Thì mình muốn may lặt thì mình sẽ gì, mình sẽ chừa 4 phân, mà mình may bình thường mình gấp lên không thì mình sẽ chừa 3 phân. Và phần cổ áo cũng vậy, trong phần cổ áo thì mình sẽ gì, mình sẽ chừa xung quanh đây khoảng là 5 ly để mình ép keo vào mà mình may. Vậy là mình hướng dẫn xong cho một người cách cắt cái áo học sinh nữ theo mẫu. Chúc mọi người thành công với kiểu áo này. Chào tạm biệt mọi người.